Nghiên cùng toàn ban biên tập xin kính chào quý vị khán thính giả. Sau đây là phần tin sinh hoạt cộng đồng trong tuần qua. Kính thưa quý vị, sinh hoạt cộng đồng cuối tuần qua có phần lắng đọng với một vài sinh hoạt ái hữu và văn nghệ. Trước hết, phải kể đến buổi họp mặt cảm ơn tại nhà hàng Thiên Phú vào trưa Chủ nhật 13 tháng 7. Theo thông báo của ban tổ chức cho biết, buổi họp mặt để tường trình và cảm ơn toàn thể quý vị đồng hương đã đóng góp tài chánh giúp cho Phái đoàn Người Việt Quốc gia và các cuộc biểu tình trước Đại sứ quán Trung Cộng và Việt Cộng cũng như tuần hành trước Tòa Bạch Ốc trong ngày 6 tháng 7. Theo đó, có khoảng 6.000 đồng hương từ khắp nơi tề tựu về Hoa Thịnh Đốn. Đối với Phái đoàn Houston, do ông Đặng Quốc Việt làm trưởng đoàn, có trên 50 đồng hương đã nhiệt thành tham gia mặc dù ngày biểu tình rơi vào dịp lễ lớn độc lập Hoa Kỳ và đi bằng xe bus, hành trình 30 tiếng đồng hồ lái xe vất vả nhưng tinh thần đồng hương rất cao. Tại buổi họp mặt, nhiều đồng hương đã đến lắng nghe ban tổ chức tường trình và nói chuyện thời sự đang nóng tại Biển Đông và trong nước. Ban tổ chức đã cảm ơn các nhà tài trợ cho phái đoàn, trong đó có ông Phạm Công ủng hộ 5.000 Mỹ Kim và nhiều cơ sở thương mại khác, trong đó có một số các thân chủ quảng cáo của đài như anh Lãng Nguyễn, Direct Furniture, tiệm vàng Kim Châu, nhà thuốc Hoa Đà, Lazoni Furniture, công ty Research Realty and Mortgage, v.v. Chủ nhật tuần trước và giờ phút này, anh em chúng ta đang có những cuộc tập họp ở tại DC trước tòa lãnh sự của Trung Cộng, rồi sau đó trước tòa lãnh sự của Cộng sản Việt Nam, và rồi đến 1 giờ thì chúng ta tập họp ở tại Freedom Praia để cùng tham dự với tất cả các ca nghệ sĩ tại ASEAN cho một cái buổi văn nghệ hát cho Biển Đông tập quyền. Nhưng có lẽ chúng ta sẽ không quên được một cuộc tuần hành, có phải nói vào lúc 3 giờ 50 phút, một cuộc tuần hành từ Freedom Praia tới Tòa Bạch Ốc, một cái cuộc tập hành với cả 5-6 ngàn người tham dự, và bên cạnh chung quanh chúng ta là cả biết bao nhiêu người ngoại quốc. Lúc đó họ nhìn thấy cái khí thế của người Việt Nam và dẫn đầu bằng cái biểu ngữ mà tất cả anh em nghệ sĩ của ASEAN đã cầm: China get out of Việt Nam. Chúng tôi ban tổ chức trong vòng có chưa tới 2 tuần lễ đã được sự đáp ứng của tất cả quý vị tham dự ở chuyến đi vào DC ngày hôm đó. Một chuyến đi mà có lẽ khó có thể chúng ta quên được, một chuyến đi rất là thân tình và hòa nhã với nhau. Một chuyến đi mà mọi người cùng kết một lòng để tranh đấu cho đất nước Việt Nam. Chuyển qua tin văn nghệ, phải kể đến buổi ra mắt CD của ca sĩ Kim Phượng và ca sĩ Nguyễn Quỳnh diễn ra vào tối thứ Sáu ngày 11 tháng 7 tại News Diamond. Đây là CD thứ 3 mà ca sĩ Kim Phượng trình làng. CD ra mắt lần này với tựa đề Tạ Tình, gồm những bài hát trữ tình lãng mạn của nhiều nhạc sĩ tên tuổi như Lam Phương, Ngô Thị Miên, Hoàng Thi Thơ. Đĩa CD này có sự đóng góp và hát song ca của giọng ca Nguyễn Quỳnh, một gương mặt cũng đã từng góp mặt trong một số chương trình văn nghệ lớn của đài và sinh hoạt cộng đồng. Ca sĩ Kim Phượng được khán giả tại Houston yêu mến trong các sinh hoạt văn nghệ của cộng đồng hội đoàn. Trong đêm ra mắt CD thứ 3 này của ca sĩ Kim Phượng và Nguyễn Quỳnh, đông đảo đồng hương, văn nghệ sĩ đã đến tham dự chật kín cả News Diamond. CD thứ 2 với tựa đề Quên Đi Hạnh Phúc Ban Đầu gồm 12 bài hát trữ tình lãng mạn của các nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, Lam Phương, Trúc Hồ, v.v. và cũng có sự đóng góp và hát song ca với ca sĩ Nguyễn Quỳnh. CD đầu tiên Mưa Thương Nhớ Ai tuyển tập gồm những tình khúc của nhạc sĩ Hoàng Cầm, Hoàng Văn và Hoàng Ngọc Ẩn. Và lần nào cũng vậy, những buổi ra mắt CD của ca sĩ Kim Phượng và Nguyễn Quỳnh được đánh giá là thành công ngoài mong đợi, với số lượng đồng hương đến chật kín cả vũ trường và nhiều người phải đứng vì không còn chỗ ngồi. Ca sĩ Kim Phượng đã bày tỏ niềm vui và cảm động trước quan khách, và chị cũng đã trình bày và biểu diễn một số nhạc phẩm trong album CD này. Từ kiếp nào ta ở
Trong lớp của cô ở lớp nhạc Lâm Đoàn ngày xưa thì Kim Phượng là người dạn sân khấu nhất, hát vững vàng nhất so với các ca sĩ khác. Và chính vì sự đam mê sân khấu, vì sự vững vàng sân khấu cho nên cô đã xuống núi hơi sớm. Cái cặp này đã trở nên một cặp song ca của đất Thiên Tân này. Quỳnh đối với ca là một đam mê, và Kim Phượng như lời anh Nguyễn Phương nói càng đam mê hơn. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin sinh hoạt cộng đồng trong tuần qua. Hưng Yên kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau. Kính chúc quý vị một ngày an vui.